công luyện chốn non tầng. Sơn thủy môn giang bảo giác dân, kỳ quá chờ nơi thiên nhất định nông danh thương kẻ tròn ân. Khuyến thiện tức quyển thứ năm. Kính thưa quý vị thính giả và chư quý đồng đạo, năm Tân Tỵ 1941, lúc Đức Thầy bị an trí tại nhà ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu, ngoài nhiều bài thi văn thâm thúy, Ngài có viết ra phẩm Khuyến Thiện tức quyển thứ năm. Đoạn đầu và đoạn cuối của phẩm này Ngài viết bằng lối văn lục bát, đoạn giữa Ngài viết theo lối văn thất ngôn, gồm 776 câu. Khởi đầu bằng câu Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, và chấm dứt bởi câu Sĩ xuất văn từ dốc dài khuyên. Nội dung của tác phẩm, Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo đã trình bày lại tiểu sự của Đức Bổn Sư Thích Ca, từ lúc ban đầu tầm đạo cho đến khi hoàn toàn đắc đạo. Ngài cũng luận giải về tám nỗi khổ ở cõi ta bà và sự vui ở tịnh độ, cách diệt ngũ trược, trừ thập ác và trì hành thập thiện. Nếu hành giả nhất tâm tinh chuyên theo lời giáo huấn của Ngài thì chắc chắn sẽ được đúng như lời Ngài đã truyền dạy, không còn mắc nẻo dạy không luân hồi. Xin trân trọng mời chư quý vị thính giả và quý đồng đạo nghe phẩm Khuyến Thiện của Đức Thầy. Chương trình này chúng tôi trân trọng giới thiệu hai vị đọc giảng viên thành kính diễn ngâm: Lê Quỳnh Loan. Ta là cơn dây căn điền, lo nghề cài cúc cũng chuyên tu hành. Dương Thành Hậu. Phật đài phương Phật môi hương, cúi đầu đánh lễ cây hương y đức màu. Đồng Phụng Ngâm. Nam mô A Di Đà. Băng tâm ngẫu thừa nhàn, theo đòi nghiêng bút luận bàn tục tiên. Ta là cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chuyên. Kỷ niệm sớm khuya, thân tuy còn tột tâm
Bồ Đề. Kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương, giải khuyên những kẻ ngõ ngang, biết câu lục tự dình đàn tư ân. Ở trần sơ chọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật rỡi thân liên đài. Cầu cho mối đạo quần khai, cầu cho chăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật nghi an thân, kẻo phong trần dày gió vàng sương. Phật đài phương Phật môi hương, cúi đầu đánh lễ cây hương y đức màu. Từ bi quay lực nhiệm sâu, độ con thoát chốn ưu sầu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lược tả sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Tiếng cài từ bi diệt lòng tham vọng, diệt thinh âm trần gian say đắm theo màu sắc, tình độ giác thiền trì dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Mong đời lao khổ, tình trí tu thân khỏi lạc lầm. Hào quang chư Phật rồi mười phương, đạo pháp xem qua
lòng quán ái xót thương dân chúng ơi, bụi lố lăng Phật giáo suy đồi, kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi, mà sớm kể chiều kinh thông thàng. Mình đã gặp con thuyền bát nhà có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công quần quang, nên đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trong Phật gia. Rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ai gieo sâu vô tầng. Sao nhầm bôi phong trào tân tân đùa chen theo, vật chất văn minh nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Thêm còn bể lắm phen dông tâu lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho nhân sanh trong già nung nao, chẳng dình chặt trương xưa mạnh mẹ dùng thái lực dùng nhiều manh khoe cam dấu người đặng có khiến sai chúng nằm không hưởng của quạnh tài, để khốn khổ mặc ai chối kề. Mắt thấy rõ những điều tồi tệ, tai thường nghe lắm giọng ru người. Thêm thời này thế kỷ dịp thần quyền cho hết, người nhẹ dạ nghe qua mê mất rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh được lợi quyền lại được gian danh, bài sức kẻ tu hành tác vước. Làng sống ấy nhiều người đón ê rước dột dân tâm soi nồi tràn trề, cổ tục và phỉ bán khinh chê, cho tôn giáo là mồi thuốc phiền.
ai ném vào ác lại phải nghiện, như chẳng còn lo trăng gió đấu chinh. Lấy sắc thân dẹp nỗi bất bình, bỏ đức tính của câu nhân hòa. Dầu ai có bền gan sắc nghi đá cũng đồng lòng, trước cảnh nghi ngửa nghiêng đạo diệu màu gặp lúc chung chuyên phận môn để phải lo dung quen. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thèm hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tính nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp, cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thanh sắc tướng, lo chẳng hừng Phật pháp nói cho đời hiểu. Phật Thích Ca lòng tự giác xả thân tầm đạo, ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bốn đạo có một điều già trẻ ân cần, là phải biết khuyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu, trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, pháp giáo chưa biệt lập tam thừa, thờ Trung Quốc nhà Châu Chiêu Đế. Bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La, về có tình phản dân từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư, trên chúa thần tôi ngay phò ta. Đức hoàng hậu ma gia phong giả đẹp giường ngọc thốt qua cười, một hôm kia vẻ mặt vui tươi đến trước bệ tâu cùng thánh thường,
rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng của hoàng gia cũng được nghiệp vinh quang. Kể từ nay thiệp muốn ăn nhàn dưỡng tâm trí lần xa thế trượt, chẳng phiền kẻ hầu sao đón nghi trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn long lâu, tập đức tánh khoan dung đại độ, chánh tất cả những điều thôi lâu, chẳng ưa gần kẻ bảo ngang tàn, tiếp cúi đầu ngưỡng dòng thiên nhan, phơi cho tiếp những điều sinh nay. Vua nghe xong dội vàng đứng dậy, bèn chuẩn y tỏ y vừa lòng. Bà tâu thêm ở trước đền gồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Lòng yêu dân dị như con đỏ, tội giảm tha đôi giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đức rộng bùa trong ba tanh. Vua chịu giúp người đói lành, bà về cung điện nghỉ ngơi. Đêm chân thành gió mát thành thơi, tiết hòa thuận khắp nơi qua nở. Đức hoàng hậu trong lòng hấn hở giấc chim bao, bà thấy như lạ lùng. Bạch tường từ ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hối hả. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ, khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà ráo chân bèn bước ra giường, chuyện thì dễ thịnh vô lai đau. Vua y lời đến nơi qua thảo lại gần bà, sao rất nghi quái kỳ. Tay chân bèn run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi.
tiên thần tiên trên không ca trời, rằng ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đạo ca. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu Ma Giang: có việc chi vội vã dời ta, kha nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thuật rõ chim bao trong giấc, xin vua dời ít kẻ bàn dâm. Các thầy bàn được lệnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng điềm quy. Ngài thăm thoát đông qua hạ chi, bà chỗ sanh thái tử đẹp tươi, mặt trang nghiêm khi phát hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng gờ. Họ Thích Ca từ đây công ngờ sẽ có người nói nghiệp hoàng gia, liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta, cả chiều trinh treo qua yên ầm. Có nhà sư cách thành mấy dặm, mi thường ở ăn trong sạch nữ hiền từ, lòng thằng gái chẳng có gì tư, đời thanh tình dình theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ hiểu thiên cơ, thâu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn tiên, A Tư Đà tiên hiền tên Lào. Thời bối ấy vua người đạo bèn vào chầu tàu trước ngữ bể rồng, xin vua cho ông bước vào trong, được ý kiến từ hoàng luôn thề. Ông xem xong bỗng liền xa lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đi đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ. Trước cung điện ông liền
to gần tứ hoàng chừng được thành nhân. Lìa đàn đài khổ cực chẳng dần, tìm đạo lý dắt diệu sanh chung. Ngài sẽ được thế gian ca tụng, chắc phần Ngài quá Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thiết. Cá hồng trần đau thương thông tiếc, nhờ Ngài mà diệt nẻo luân hồi. Vô phước nên tội bay phận tôi, chớ chẳng có điều chi lo Ngài. Đức Hoàng Hậu đến ngày thứ bài, dứt nợ trần nên giỏi quy tiên. Có bà gì thay thế mẹ hiền, dùm săn sóc trăm non thai tờ. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học như mà thông. Như buổi trưởng thành vua giận như hằng mong, cho thái tử đừng lìa cung điện. Hỏi triều đình các quan lựa tuyển, nàng du gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm trò. Các đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lơi là. Lòng thái tử cũng không siêu ngã ra khỏi đền du hoàng một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tai nương gầy trông. Ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xét coi trần trong già héo xào, chi xiết nổi nung đau còi tàm. Lần thứ ba xe lìa khỏi chạm được trong nhìn, kẻ chết đang khiêng về đền đài, cảm xúc buồn riêng. Hằng để trí tầm phương
giải thoát. Lần thứ tư vừa đi vào mát, bồng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời đã ứng điềm, và tân sĩ rời lòng thái tờ. Ngài hiểu rõ là vẫn sự phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền quay xe trở lại lai chào xin dương phụ lãnh xa mùi thế. Vua buồn than dùng lời khóc ma kể rằng cha già biết cậy nhờ ai, khuyên con nên ở đài lo nói nghiệp sao tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lẻn trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông pha bờ bụi. Ngày thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ xiết chi, sao ngày đến rạch ly liên thuyền, thấy cỏ hoa cạnh bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy. Đào gần đất ma dương theo quay, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ai mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phô trương đồ chung. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bề vô minh vọng tưởng dài tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chốn thuyết phương tình đó, đằng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai có chi làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ xúc sanh, cứ nhất tâm
tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dường. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ, dứt cuộc nghi luân hồi. Xét cõi trần sống khổ vàng trôi, vô lượng thứ ở trong thế gian. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ tình đồ vui, tình đồ vàng vui. Cảnh đi thanh minh nữ sen báo nặng mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vì phần ta rất yêu mến đạo chẳng nể chi, chỉ xiển tay sơn lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tính rồi vàng xem xét. Dứt mê tâm dứt đều hơn ghét rằng, cần chuyên niệm Phật ngữ làm lành. Thường trao dồi chỉ hướng cao thanh, cho khỏi thèn con lành Phật giao. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại tam phần. Bởi chúng sanh mang lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Bụi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lòng bồng. Ta kể sơ nhân điều bi thông, mẹ no cơm chặt chòi khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thay. Đoạn lão khổ thứ nhị sinh, kể từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân, hết chán cường đến lúc mòn thân, răng lằn rụng lưng cong gối mòn. Nằm đi đứng đỡ
nâng chống chọi thử nghĩ coi lao dọc cùng chăng nhân. Đoạn thứ ba ma bình làm nhân đeo hành phạt sát thân ô quê. Bởi thời thế chuyển xoay biến thể thêm uống ăn chẳng được điều hòa là nguyên nhân căn bệnh phát ra. Thân trần trọc hôn mê nhức nhối cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa đoạn tử khổ thứ tư phân dài trên dương thế hữu hình tất hoài có sanh ra khổ hải đau chường trải bao phen dài gió dâm mưa ngày kiệt sức quyển thân tan nát gần hấp hối tâm thần sao xác trí dẫn dở kinh sợ vô cùng rồi mòn lần đến lúc lâm chung giả cõi tạm theo đường tội phước nhiều phước thuốc ngựa sao ngăn trước mà cũng không thoát lực từng quần dầu ăn nơi cùng cốc thâm sơn chẳng chốn lánh tự thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghệ suy tìm tội cầu chẳng thành những việc thức ham. Người trên đời ai cũng lòng tham muốn phước thọ phẩm hàm tiền của nào dở đẹp hậu sinh là lụa không được thì bực tức ưu phiền cả tâm thần điêu đứng đảo điên vậy có phải khổ hay là chẳng. Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng người mình thương bóng lại chia lìa khi khóc than nghi nước mắt ngữ đầm đìa lúc trong nhớ ruột tầm chua xót ở thế gian mấy ai thoát lọt nợ gia đình đeo đắm
căn duyên nhân. Cơn nguy nghèo thân thể chung chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mày. Cuộc tan hiệp hiệp tan ý ân ái, đến xong đời để lại sâu ưu. Cái khổ này giàu lắm trí mưu, cũng chung chiều như người tâm tôi. Đoạn thứ bài khổ quan tăng hội hề thương nhau, tất có ghét nhau. Thường tranh đua tiếng thấp lời cao, chẳng nhận nhìn thành ra cừu quan. Muốn tranh xa đừng trong tâm mà vàng, cứ gặp nhau mắt tựa kim châm. Làm cho người đau đớn âm thầm, khổ như tới diễn ra mãi mãi. Đoạn thứ tám nương sầu lo ngại, cuộc tan thương dâu bể cánh trần. Nghèo thì lo một nỗi nợ nặng, lo đau đói liệu cơn nhà rách. Buồn duyên sâu phận mình, nhớ sạch gầu gia đình chúng bạn khinh cười. Giàu thì lo chen lắng với người, miễn cho được đầy rương đầy tù. Có dương thai gấp tâm bảo thù, sợ gian quy chậm cớp rình mò. Lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ có thiếu tiền chẳng trả. Ôi cả sang hèn chẳng ai thông thà, sao nhân sanh cứ mãi đắm say. Chẳng tu thân nghi đặng giữa Phật đài, cho thông thả hương mùi sen bao. Thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khói màng lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lao. Thế thanh tịnh thường không nỡ quyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa.
khổ bệnh kia bởi đó mà chưa tan thoát cuộc lao đao vì nó. Được sanh mạng Phật ta đồng thọ tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tự thần kia đầu giam dắt hồn thoát luân chuyển khỏi đeo khổ từ. Cuộc nghi thật muốn chi đủ thứ không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Chuyên nhàn nhìn cảnh Phật đài khỏi quả khổ cầu bất đắc. Cả hai chúng thay đều vững chắc toàn dân lành đâu có đắng đo. Dứt ai ăn quyến thuộc chuyện cho thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chớ hòa thuận đồng nhau tương thiền vui dày. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Sáng vì ngôi rành phân thương hạ khỏi khổ câu, quan ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết gạt gào, chất thô trượt tiêu tan mắt cà. Cõi tình độ lắm điều thanh giá, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cùng mau thức tình tu thân kẻo trề, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đau mất, cõi Tây Phương nghi chư Phật nghi đỡ chờ. Việc tu thân thiện tính hận hờ, chừng quả đến e cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh rắn phụng hành, kéo phụ
Phật xương. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác trước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đã phước thì nên quyết chào thần tánh hành cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Áo xuyên bao Tây phương đua nợ, chờ chúng sanh niệm Phật chi tâm, ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát Bồ đề vững chắc. Giờ đừng cho ma dương dằn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thân thất tình dư dạng đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiệm. Thập tam ma diệt bằng tri kiếm, rứt xong rồi vô sự thạnh thời, biển hồng trần lao lý diệu dơi, sâu đầy mài trong dòng ngộ trượt. Thân hôi tanh mùi rùi đón rước, thêm giọt u ghẻ lát phong cùi. Đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là kiếp trước ta xin kể trước. Dòm vì quay ngắm điều bảo, ngược nghi mắt trong vào những chỗ đây hèn, nào được xem cảnh bao đài sen, nghĩa kiến trước dài ra như vậy. Trí vẫn dơ tưởng đói thiết mưu kế toan bề thắng thôi, ghi thù quan trưởng đều đáp đôi, nên ma phiền náo trượt như đắm say. Chuyện nghi luân trong nghi nhân vật, các loài căn mờ ám làm điều dài dột. Chúng sanh trượt ta đài kể nốt, còn thứ năm là mạng trượt trung như. Số giàu sang nghi quả phước, ngữ bằng cùng giàu qua nguyệt thung dung
cầu thang. Đẹp mắt mến điều mới là sáng quay quyền hối lộ gần xa. Nghèo á vua bơ đỡ nịnh ta, khó trộm cấp cũng là nhớ sâu. Nguyện còn Phật dứt duyên trần câu, phải chờ thêm thập ác quyền thân. Khuyên nữ nam suy nghiệm ăn cần, ác nơi khẩu nhất là lượng thiệt. Với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Khá chừa đi hương đạn bớt gầy, dùng sự thiệt giải bài tâm chi. Người choáng nhau tại mình gia gì, mà cũng không hưởng được lợi danh. Sao gõ ga chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Ác thứ gì ấy ngôn chất nghi chứa đời cho người lầm lỗi xéo dài. Của tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ý thế giết xài kẻ dưới. Lạc leo chỉ có ba tất, lưỡi quan ý khôn, mạng sát dân ngu. Nghèo ý lành lão sược lũ bù, ôi thấy thế lòng đau tở cắt. Khuyên ba tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ giận mới là. Lời trang nghiêm im ái thốt ra, đừng bao biếm mới là nhân thiện. Tới ác khẩu thứ ba bài biển tiếng tục tầng thổ lộ nào. Chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiu. Ham đánh giết nhân
trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thấy kiều sang thần thanh. Chẳng kiên nay Phật trời thuận cành, cõi long cung mời thịnh tối ngày. Đời ám u tội trạng thảm thay, khuyên ba tánh ba gia gan bò. Gương tổ phổ còn gói lại đó, sao không theo nề nếp gia phong. Chứ thánh thần đâu có mắt lòng mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rạc, nghe những đàn bà khẽ khắc cháu con như. Kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ác mang tai ách. Lửa lời tiếng dịu dàng trong ni sạch, khi thốt ra đoạn chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đâm. Ác giọng ngữ thứ tư cũng ơi cấm, nói thêm thừa quyến hoặc đủ điều. Ghét người thời kiếm chuyện dệt thiêu, thương diện lẻ thấp cao bào chưa. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điều hòa dưới chẳng phục tòng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công, mà ăn ở nói năng chân chất. Mấy câu trên toàn là rồng rắc, những đàn bà khẽ khắc cháu con. Kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ác mang tay. Lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoạn chánh hiền từ. Tích thiện thề thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đâm. Ác giọng ngờ tư tư cùng cấm, nói thêm thừa quyến hoặc đủ điều. Ghét người thời kiếm chuyện dệt theo, thương diện
xưa trên điều hòa giới chẳng phục tòng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chi công mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dương tay ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bóc nghi xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài can. Người hiểu rành mới càng thêm chán, chỉ bằng ta bỏ lối trớ trêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng trao chát cho người khinh về. Ác tà dâm thứ năm càng thề, chúa hồn mê chiếm đoạt thế thần, làm đảo quyền tất cả quốc dân. Tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng. Từ xưa nay trời đất đâu dung, giàu của nhiều dâm hiếp bằng cùng, quan lắng thế dâm ô dân. Trai điều linh điều này nên bỏ, đừng phá tranh hại tiếc nữ nhân. Gái lặn lờ tiếng quyền lời đàn, qua có chỗ đèo bồng tình mới. Các tiếng gọi nữ nam ơi hỡi ơi, bỏ những điều điểm nhột tông môn, đấng nam nhi học lấy điều không, lòng trung hiếu dần theo đạo lý. Hàng phổ nở rơm xưa nói chi, những mẹ hiền dâu thảo Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo tịnh cơn ác nghiệp,
mộng nhi thoát mê đồ thường phong quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, ác thứ sao ấy là đạo tặc. Lấy của người sắm ăn sắm mặc chẳng kể công, nước mắt mồ hôi phá lương dân và luống bồi hồi, ngày làm lùng đêm lo gìn dư. Chốn pháp luật tập tành nhi đố ơi, thứ nào đào tường khoét dắt nhi khuân đồ, tội chấp chồng đâu biết nghi ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đuốc huệ từ bi đã rồi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thôi vô nghi, của phi nghĩa làm chi sống chuyện. Luật nhân quả thật là cao diệm, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thà. Ác thứ bài sát nhân gây già, tánh hùng hằng đầm chém chặt bầm, chắc chưa điều hung dữ trong tâm, chờ đất thế ra tay hạ xa. Giết đến đây đồng lòng gào gạt gầm, nhiều người bôi bạc thăm ăn, nào kể chi là đạo quân thần. Tôi giết chúa con đành sát phụ, lốt nguy cơ tớ mong hại chỗ cho giết thầy. Tội ấy đáng không, thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xe. Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết dao, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loài phân chia im bắt. Giết sanh vật đầy lòng kêu cách, tưởng rằng mình
như thế là hoan nghi. Khuyên ba gia bà tánh việc đàn chớ sát hại mạng người như thế. Bớt giết vật đặng bà cũng nghi tế gặm nghi thánh thần đâu có tư riêng. Rồi ấm đau bởi tài căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác lọ thuốc thang khẩn giấy Phật nhi trời nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời xuống phước rộng từ bi hỷ xa. Đấng thần minh công bình trực giả đâu ăn lo đổi quả làm mai mở tâm linh nghĩ đến đoạn này điều quả phước hay cơ bao ân chẳng biết thân còn toan chưa đừng quả bất lành chưa trả dai thêm cầu cho đời sống lặng gió im đặng ba tâm an nhàn tu niệm ác tứ tam là lòng tham của thấy một mình tham nhà cao cửa rộng thân vinh tham giường ruộng cò bay thần kiên thấy có người thèm khó làm sao lường gạt lấy đi sẵn túi tham bất cứ chuyện gì giàu xấu tốt cũng là dồn chứ nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa của thế trần như mặt dính dao nhân trẻ tham ăn kê miệng nghi liếm vào chừng đứt lưỡi mới là hối hận tham có tạm làm điều tàn nhẫn nghe nhắm mắt rồi đâu có mang theo như tham tiền tài thường dướng nạn eo tham sắc đẹp và tan cửa nát lốt tầng
số nằm chơi một xác gầm kim tiền bội bạc bất tài không làm cho ta được sống dài lại chẳng bước tiện đưa một bước thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt lo dung trồng cõi phước về sao nghe muốn trừ tham phải liệu cách nào phải bố thí diệt lòng ích kỷ tâm chánh niệm thường thường suy ngày giặc ở trần như bọt nước làng mây thân ta còn rày đó mai đây của ấy cùng khi tan khi hiệp ác tư chân hằng sân luận tiếp lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng nói lôi đình đâu có định trần cho ta biết mà toan giữ trước tánh sân nổ thường làm bảo ngược nên loài người ở cõi thế gian dặn hờn nhau thù oán dày chàng mới có cuộc tranh tài đâu lần hơn tự đắc khoe khoang dòng sức phải bị người hiềm khích ghét ganh thua hổ người làm chuyện bất lành gây nghiệp dữ hoang hoang thương bao trong cơn giận kể gì nhân đạo tỷ như con nghi cọp giữ trên rừng gặp thịt toàn câu xé tưng bừng phân từ mạnh mới là thoát già diệt được nó tâm trần thông tha ta thường nên tập tánh khoan dung thiệt hành đi đừng có ngại ngùng tha thứ kẻ lòi lầm ngô xuân và nhắn nhìn đừng ham tranh luận khỏi mất lòng tất cả mọi người tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi vậy mới đáng tín đồ Phật giáo
Nay ta đã quy y cầu đào, gậy gỗ là trái thuyết từ bi. Ác thứ mười đoạn chót mê suy, nguyên tâm tối từ hồi vô thì. Màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn nguỵ làm chân. Lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Việc lưới nghi đeo điều khuyên vấn bình rình đời, khổ cực tan thương. Khi nói làm ít chiều suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp mát. Việc mê si phải nương thuyền giác, muốn việc làm chánh trực khôn ngoan. Đừng ba đầu tình bước nghe càng, làm ngu mồi đỏ thân uổng kiếp. Ác trợ sông hiện ra thiên nghiệp, long nguồn chân Phật dặn cho. Trồng cây lành dĩ hoa thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mắt. Dầu ai có cười ta khờ khạc, nhi cũng nhi đừng phiền sao lãng chân tâm. Mong tiếng kêu thấu đến tòng lâm, cùng thiện tinh bá già hưởng ân. Muốn Phật giáo từ đây bền vững, nhi đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đào. Chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuối hộp lòe người, làm cho dân nghe khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy luật nào dung thư. Tu còn ham chay to đắm bự đặng thế gian, dừng cúng bạc tiền dối rằng lo
bổ chùa chiền mà làm của xài riêng cho thọ. Bảo làm sao dân không xa ngã, nghe lời rồ tông nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật, trong ba tăng sầu thành chất ngắt mài nghi nan, chẳng biết đàn nào lòng mến yêu, chẳng nài công lao, mượn bút mật đôi lời trần thuyết, tuệ thiện tinh hiểu ta giả thiệt, làm hay không chẳng dám biết mà này. Nguyện mười phương chư Phật đạo A Lai đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Đêm thanh niên nguyệt giữa kề, nhìn xem thấy sự đảo nề tâm can. Từ ta đương chốn Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng màng vinh quê. Trần hoàng thiện tinh con mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu, dốc lòng dạch ngút mây mù, đặng diều ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy càng tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Tu cầu thuận gió qua mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa. Tu cầu yên nước lợi nhà, cứu quyền thất tổ Diêm La thoát hình. Tu cầu Phật hóa tánh tình, lưới mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xuyết bao thành
từ bi hỷ xá Phật ban phép lành. Tớ cầu thoát khỏi tớ sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Coi chẳng đừng đâm ngựa xe, đeo tuồng mộng quyển lập lòe sắc hương. Tô cầu chăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tô cầu gia đạo vương tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tô cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa kề chân Phật xa miền trần lao. Tô cầu y chống hết nghe bình đau, gặp đời bình trị xiết bao nghe vui vậy. Mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điện ngọc nữ cho thầy đăng tiên. Ai bài muốn đăng y phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Tô cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang như ít gì, chỉ bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thanh kính gì người trên. Hiếu trong lòng chớ vội quên, sống lo trọn đạo quy thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lãnh lời vua mỹ học rài kể kinh. Trao tâm luyện tánh cho mình, chuyện lo niệm Phật sửa mình cho chân. Lòng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phim quán hờn cùng không. Đờn tay rồi lại đờn đông, chất chồng ba tanh
gặp sông quên nguồn. Phàm trần như chi gối cuồng mà còn say đắm theo tuồng lần lớn. Lời lành mắt lấp tay ngơ đùa theo vật chất hận hờ đàn tiếng hô sâu tình dục lại ghiền ghiền cho đến lúc chúng khiến quan tài nhắm mắt con nắm hai tay đâu đem tiền của đem rài hầu non chỉ có tội phước hơi con đến nơi thầm phán cửa son diềm đài phước nhiều tiếng cánh lên rài tôi nhiều xa đỏ nhiều ngày tham thế chừng ấy mới biết chân ghê ăn năn chẳng kịp khó bề tính toán ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh tội tiêu phước hồn trường tồn không còn mắc nẻo dài con luân hồi thấy đời có nỗi ai yên ngồi thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao nữ nam muốn gõ âm hao ráng chào đức hạnh ngày sau sẽ tường ngôn từ đạo hạnh ấy thầy khuyên hạnh nhi đức ân cần ráng tập chuyên thất tổ cửu quyền nói chính xuôi mẹ mai xa lánh sao đường vô thượng thầm thâm vì ý truyền danh ngôn chép đề rạch đàn tiên cứ gia tịnh độ tâm mà nghe
Sĩ xuất dân từ giống dài khuyên Nam mô A Di Đà Phật.